Yến Giấy Sapa. Và đây hướng Giấy Sapa. Hey, yo, chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Sapa. À, mình đùa thôi, Yến Vivu. Mình là Yến, một cô gái đến từ Bắc Giang, yêu du lịch, thích tự do và đang trên hành trình xuyên Việt khám phá Sapa tỉnh thành Việt Nam kéo dài 10 tháng. Hiện tại thì Yến đang có mặt tại bản Tà Văn, Sapa, tỉnh Lào Cai. Hôm nay chúng mình sẽ cùng theo chân một người bạn của Yến đến tham gia một lễ cưới của người dân tộc Giấy ở bản Tà Văn và cùng thưởng thức một số món ăn đặc trưng trong đám cưới. Tuy nhiên trước đó thì Hướng sẽ giúp Yến mặc bộ trang phục truyền thống của người dân tộc Giấy để mình cảm thấy không bơ vơ lạc lõng trong đám cưới. Đây là khăn vuông người Giấy, tại sao nó gọi là khăn vuông vì nó có hình vuông. Ok. Và khăn này thì thường là sẽ được dệt thủ công và được dệt bằng sợi bông. Thật ra thường thì các cô các bác thì sẽ hay gặp một lần như này thôi, nhưng mà mình có thể bị giữ form, mình có thể gặp thêm một lượt này nữa, Hướng mình hay gặp như này. Đấy, thêm một lượt nữa. Sau đó mình sẽ đặt thêm. Đây, mình sẽ đặt cân cân vào là được. Đấy. Đấy, mà cầm ở hai góc này. Đấy. Và sẽ đây, mình sẽ làm cái hình tam giác kia xong bây giờ mình sẽ vắt ở đằng sau nó như này. Vắt, thật ra vắt thì có nhiều kiểu nhưng mà Hướng hay quen vắt kiểu như này thôi nhé. Đấy, chỉ kẹp vào thôi là được. Đấy. Đó, là được. Bây giờ mình sẽ sửa đằng trước. Có hai cái sừng ở đây. Ok, vậy mình đã sẵn sàng. Đi ăn cỗ thôi nào. Đây là người bạn của Yến ở Sapa, ở bản Tà Văn. Hello, mình là Hướng Giấy Sapa. Hiện tại thì Hướng đang làm du lịch đúng không? Đúng ở rồi, Sapa. Hướng đang làm tour trải nghiệm ở Sapa. Có tour nào mà đặc biệt không giới thiệu cho Yến? Nếu mà tour đặc biệt thì cũng tùy gu của mọi người nữa. Nhưng mà nếu mà mọi người thích khám phá làng bản ấy thì Hướng sẽ có những cái tour rất là đặc biệt, đi vào những cái ngôi làng đặc biệt hay có những sự kiện đặc biệt ấy. Ví dụ như là đi dự đám tang hay là đi đám cưới này. Hay là có cả những cái bản làng rất là xa. Giống như Yến hôm nay đi trải nghiệm đám cưới người Giấy ở Tà Văn. Đúng rồi, đấy là những cái tour đặc biệt. Còn thường thì Hướng làm các tour phổ thông kết hợp với văn hóa. Mọi người có thể đi những cái điểm nổi tiếng ở Sapa xong rồi đi trải nghiệm văn hóa ở bản làng. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển đến đám cỗ trước các bạn nhá. Ok, đi thôi. Hôm nay thời tiết ở Tà Văn mù mịt răng lối các bạn ạ. Vậy bà chụp ảnh cho bọn mình. Thế á? Được ạ. Trước đó thì Hướng phải dạy cho Yến vài câu tiếng Giấy đã, để vào Yến còn hòa nhập với bà con. Và đây thì nếu mà câu dễ nhất mà mọi người hay ví dụ như kiểu vào thì mọi người sẽ hay hỏi ấy, mà người Giấy sẽ không có câu nào chào hỏi. Mà thường là sẽ hỏi là đến rồi à, hay là đi đâu đấy, đang làm gì đấy. Thì nếu mà Yến vào thì mọi người sẽ chắc là sẽ hỏi kiểu dạng là ăn cơm đi hay là kiểu là vừa đến à, kiểu vậy thôi. Thì Yến có thể trả lời là vâng ạ. Thế là vâng là dễ nhất là là dễ nhất. Còn nếu mà sẽ nói Yến muốn học câu gì bây giờ, ví dụ ăn đi chẳng hạn nhá, cơn nợ hoặc là cơn hao cơn việc. Cơn hao là ăn cơm, cơn hao cơn hận, cơn việc là ăn rau. Thôi nói một câu ban đầu thôi, ăn đi ấy. Cơn nợ ok. Hoặc là cơn láo là uống rượu. Ui ôi, sợ nhất khoản này đấy, không uống đâu. Thế là nếu mà bảo không uống đâu thì sao? Bỏ cân. Cứ nợ là ăn đi. Bỏ cân là không ăn. Rồi tự tin là đi vào rồi đấy. Ra là quên ngay. Nhưng mà mọi người mà nói bằng tiếng Giấy thì sao mình hiểu? Thì mọi người sẽ chỉ kiểu, nói chung mọi người vẫn sẽ nói bằng tiếng Kinh thôi, nhưng mà thỉnh thoảng mọi người có giao tiếp với nhau bằng tiếng Giấy ấy. Thì Hướng sẽ phiên dịch cho Yến. Ok rồi. Ok, đi vào. Tổ. Trong này là nhà của gia chủ ấy, nhà của bố mẹ ấy. Mình sẽ vào đây mọi người thổi làm lý hay là thổi kèn, vì là các thứ nhạc cụ thì sẽ ở trong này hết. Thì ở trong này là các thầy được mời về để thổi những cái bài nhạc chúc mừng ấy, mà bằng nhạc cụ truyền thống của người Giấy. Thì Yến có thể vào đây xem. Nhạc cụ truyền thống. Đúng rồi, là cái kèn pí lè á, trống này, rồi chiêng chập chen này. Nữa là ở ngoài đúng không? Sẽ ra ngoài đúng không? Không, thì sẽ thổi ở trong nhà này thôi. Trong nhà. Thổi cả ngày, thổi trong nhà. Cả đêm từ hôm qua đấy. Vâng. Đấy, thổi mấy ngày, mấy đêm. Đồ gì vậy? Rượu.
đổ vào để nó thông nhiệt đấy. Mình sẽ tổ chức những nghi lễ gì? Hôm nay thì là ngày nhà trai sẽ sang nhà gái và cùng liên hoan với nhà gái tổ chức một cái bữa nhà gái để chúc mừng cô dâu ấy. Và nhà gái cũng sẽ mời khách khứa họ hàng nên là hôm nay chưa có nhiều nghi lễ lắm. Thì chủ yếu là hôm nay mọi người vẫn kiểu thổi kèn, thổi bí lè để chúc mừng ấy. Còn nghi lễ thì phải sang đến ngày mai. Khi mà rước cô dâu thì sẽ cần phải báo cáo tổ tiên này. Xong rồi là phải chàng trai, tức là chú rể ấy, sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách để có thể đưa cô dâu ra khỏi nhà. Ví dụ không biết ngày mai thì sẽ có những thử thách gì nhưng mà ngày xưa ấy thì sẽ có những thử thách như kiểu nhà trai vào nhà thì sẽ bị tạt nước này. Xong rồi trước khi ra khỏi cửa sẽ bị nhà gái kéo lại. Đúng rồi, bị kéo lại hoặc là sẽ phải bắt là phải đối, hát đối rồi hoặc là uống rượu thì mới được đi ra khỏi nhà. Khi cô dâu ra khỏi cửa thì sẽ phải chọn giờ đẹp. Thì có những cô dâu là phù hợp với những giờ buổi đêm ấy, có thể là 1 giờ sáng rước dâu chẳng hạn đấy. Thế nếu mà ở xa thì 1 giờ sáng cũng đi. Đấy, và mình có thể là đi ra giờ đấy nhưng mà trong cái quá trình di chuyển rồi còn lại chọn giờ vào nhà trai cho đúng nữa. Đấy, thế nên là có thể nếu mà chưa đúng giờ của nhà trai ấy thì sẽ cô dâu sẽ phải ở bên ngoài để đợi cho đến khi nào đúng giờ thì mới được bước vào nhà. Đúng rồi, đám cưới nó phải quan trọng đúng không? Đúng rồi, thế là xong, trong đời. Đúng rồi, cô dâu lại còn phải đội khăn đỏ khi ra khỏi nhà nữa. Rồi chàng trai, cô dâu, cô gái cũng đều phải đeo cái dây đỏ ấy, gọi là cái khăn đỏ. Tiếc quá nhưng mà hôm nay không được xem. Xong phải che ô, đội mũ, nói chung là phải cõng nữa. Cô dâu phải bước qua cái bếp lửa. Bếp lửa, cái này chị Yến có nghe nói. Đấy, rồi nói chung là nhiều lắm, nhiều cái thủ tục lắm. Nên là khá là tiếc, nếu mà ngày mai mình ở lại thì sẽ dễ hơn. Thôi chào bao giờ hướng cưới nhá. Ok. Được đúng không? Hợp lý nhỉ? Chào bao giờ hướng cưới. Đây là mong mọi người đến chúc mừng này. Người giấy thì thường ngày xưa thì thường là sẽ làm tổ chức chung một buổi luôn để người già, người lớn và trẻ em ấy. À người lớn và người trẻ sẽ là cùng làm chung luôn. Nhưng mà bây giờ thì kiểu có nhiều bạn bè hơn này nên là thường là cô dâu chú rể sẽ tách riêng thành hai bữa. Hai buổi, một buổi là dành riêng cho những người lớn tuổi, đấy, khách của bố mẹ. Xong rồi còn một buổi thường là tổ chức vào buổi đêm thì sẽ là cho thanh niên. Buổi tối á. Ui, to ghê nhở, hai nhà dạ, luôn. Đúng rồi. Bên này mới là chính này. Đúng rồi, đây là dạp chính. Nhưng mà làm những cái phần lễ các thứ thì ở dưới kia, cô dâu kìa, cô dâu đến kia. Đây là không gian mọi người nấu này, đây là không gian bếp này. Đây món này là món khẩu nhục, món truyền thống của người Dãy với 17 loại gia vị khác nhau. Và muốn làm món này thì rất là cầu kỳ. Đó, canh măng này. Cái này giống nhà Yến thôi, ăn Tết. Trong này là nấu ăn. Mọi người ở đây sẽ được phân công nhiệm vụ rất là rõ. Là người nào liệt kê ra những cái món mà cần thiết nấu, xong rồi sẽ phải chia ra các đầu bếp sẽ là phải nấu theo món mà mình được phân công và sẽ phân công cái khu vực riêng. Thế là có một cái sự tổ chức nhất định ở trong cái đám cưới và đám cưới và cả đám những cái đám khác nữa. Em thấy toàn là đàn ông ấy. Đúng rồi. Thế phụ nữ sẽ làm gì? Phụ nữ sẽ là hỗ trợ bưng bê này, làm những món rau này. Nhưng mà thường là những món chính, các món thịt thì đàn ông là người làm. Trong tất cả các dịp quan trọng của người Dãy thì đàn ông đều vào bếp để làm hết. Đàn ông phải vào bếp làm hết và nấu những món truyền thống ấy. Đấy. Đây là thịt nướng này. Thịt nướng này, gà nướng này. Đó, thịt nướng kìa. Có nhiều món nhỉ? Nhiều lắm. Nó sẽ có khoảng 8, 10, 2 món. Đúng là không có ai mặc đồ màu trắng nhỉ? Đúng rồi, không có. Tại vì kiêng á. Kiêng không mặc đồ trắng. Nếu mà có mặc ấy thì cũng phải là bên trong mặc áo khác. Cũng không thể nào cả bộ màu trắng được ấy. Đây là cô dâu. Em chào chị ạ. Cô dâu ơi, cô dâu. Chú rể bên này. Tên gì ạ? Cô xinh xinh. Ui, đây là xinh. Chúc mừng hạnh phúc anh chị ạ. Đây
là chú rể. Em chào anh, đây là chú rể nha các bạn. Anh tên đây. Gì ạ? Đi anh Cung. Cung. À vâng ạ. Dạ. Khi mà nhà trai đến nhà thì sẽ được nhà gái vệt cái này này để đánh dấu là kiểu đây là nhà trai. Và khi mà nhà trai đi về, rước dâu đi về thì lại đến lượt nhà trai chỉ tay vuốt vẹt cho nhà gái ở ban thị xã Sapa tỉnh Lào Cai. Xin vâng kính thưa các quý vị, đúng là tháng 5 em đợi anh chờ. Bao nhiêu ước nguyện bây giờ là đây. Khói trà quyền thuốc không say, mà tình trao bột khác nghĩa dài trăm năm. Và ngay lúc đây xin diện cho sân khấu không ai khác, đó chính là cặp đôi tân lang và tân gia nhân, hạnh phúc nhất, lộng lẫy nhất, giàn đề nhất và đẹp nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được mời cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng quý mình nghiêng chào tới toàn thể hội luân. Đầu tiên thì vẫn là phải chúc sức khỏe ạ. Sức khỏe mọi người ạ. Dạ. Rượu nếp à, rượu gạo à? Nặng. Đây là món gì? Đấy là món xôi, nhưng mà xôi này rất đặc biệt. Xôi này là xôi từ cây vừng đen ý. Đấy, vừng đen nên là cái mùi vị nó sẽ khác so với những cái loại xôi khác. Và chủ yếu chỉ có trên này mới có thôi. Yến lên thử. Món thứ hai là canh xương măng này. Canh măng xương này, ngâm xương, ninh xương này, măng nộm này. Rồi là thịt xào này, tôm này. Ở đây là hai món cũng truyền thống nữa này. Là ba món này thường là ba bốn món này thường là sẽ không thể thiếu. Đây là gà nướng hoặc là gà luộc. Đây là món khẩu nhục, là một món thịt kho đi với 17 loại gia vị này. Thế xong còn đây là thịt nướng. Thịt nướng theo cách làm của người Giấy ấy, thì Yến có thể thử từng món một xem. Đây là miến xào một cọng. Nhưng mà miến đây là cắt nhỏ luôn nhỉ? Cũng tùy gia đình. Cái sợi miến khác chỗ Yến nhá. Sợi miến khác đúng không? Chỗ Yến nó không tròn như thế đâu. Tùy vật gia đình sẽ kiểu chế biến nó sẽ khác một chút, nhưng mà những cái món này là những cái món cơ bản. Đấy, thường là canh này, xôi này, món này. Ok, rồi giờ sẽ thử nhá. Bây giờ thì mình sẽ thử xôi các bạn ạ. Nhưng mà nhìn bên trong này nó có vương hay là gì, nhìn như kiểu trứng kiến ấy. Nó là kiểu vừng đen ấy, hạt tròn tròn. Nó là xôi mặn, không phải xôi ngọt đúng không? Cũng lạ ấy. Vị là thế nào? Xôi dẻo, nhưng mà nó dẻo nhưng vẫn có một cái gì kiểu hạt gạo nó không quá là dính nhau ấy. Cắp được bằng này. Mềm, thơm. Cái này thì Yến có ăn thử ở bên Mạn Cao Bằng ấy, bên đấy cũng có món này. Trong miến này là có mộc nhĩ, cà rốt, còn với cả hành. Cà rốt, có cả như lòng mè nữa. Thế à, đây Yến thấy rồi, đây lòng mè. Nó khá giống miến ở chỗ Yến nha, cái kiểu xào miến ấy, giống ấy. Thịt gà ngon đấy. Dai đúng không? Nó không bị mềm ý, mà dai vừa phải, không quá dai. Xong nước chấm cũng thơm nữa. Ngon quá. Chấm miệng bằng quýt. Ôi dồi ôi, no quá. Cảm ơn Hướng đã dẫn Yến đến đây để trải nghiệm ăn cỗ, đám cỗ của người Giấy. Và nếu các bạn cảm thấy hay thì đừng quên để lại cho Yến một like video, một subscribe kênh và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem nha. Và đặc biệt là nếu mà muốn đến Sapa và trải nghiệm những cái trải nghiệm độc lạ ở Sapa ấy, thì đừng quên liên hệ với Hướng.
Yến sẽ để thông tin của Hướng ở phần phía dưới comment. Các bạn hãy kéo xuống nhá. Ok. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye. Bye. Đi xe máy lên trên này các bạn ơi. Đi bộ còn thấy hơi kiểu gian nan rồi. Đi xe máy dưới này vẫn còn những cái vết xe máy, bánh xe này. Đây chắc là người dân tộc đi thôi. Ừ. Chứ mình sao mà đi được.